Urengo. Đấy, để xem là trong trận thi đấu này ai sẽ là người tỏa sáng. Sao? Liệu có phải là những đội tuyển ở top dưới hay không? Đây tôi vẫn đang rất mong chờ những cái đội tuyển ở top dưới, ví dụ như kiểu là Silent Death Gaming Tây hay Bắc là eSports. Tây Bắc Esports và thậm chí là cả NonoLive nữa. Chính Họ xác. sẽ thể hiện được mình ở trong những cái trận thi đấu này. Và bây giờ chúng ta đã có đường bay đầu tiên, một đường bay kéo dài được vực cảng quân sự đến hết khu vực Kamesi. Tạm thời là một đường bay này cũng là gọi là tương đối ổn, chỉ duyệt vị trí Gatka cũng như là cảng Zopon cũng qua đi thôi, khó có thể tiếp cận được để lút sớm. Và với cái thế trận của map thi đấu Uyên Gồ thì các team họ cũng dễ dàng để thi đấu, cũng di chuyển bo thôi. Đây là một map rất quen thuộc đối với các player của chúng ta. Có thể nói đây là cái map thi đấu cơ bản dành cho tất Chính cả xác. những người chơi PUBG Mobile. Thậm chí bây giờ những cái từng cái ngõ ngách hoặc là từng tảng đá, cái bụi cây các player của chúng ta cũng có thể nhớ được. Đấy là ở khu vực kiểu giữa tâm map ấy nha, còn mấy cái vị trí như kiểu ở ven ven, như kiểu ở rìa Quarry hay là rìa khu vực Rivoka hoặc là Kamesi đó khó nhớ một tí thôi, nhưng mà ở khu vực mà ở giữa giữa map một tí thực sự là không thể lệch được, nhớ đến Và từng như chi vậy tiết luôn. tôi đang nhìn thấy dấu hiệu của Venus Gaming, họ đã chủ động chiếm cho mình khu vực Military Base rồi. Và lại một lần nữa tôi nhìn thấy khu vực lớn ở trong cái đường bay nó rất là thuận lợi để tiến đến, đó là khu vực Novo. Thì lại không có bất kỳ đội tuyển Ui nào cái đường nhảy bay cả. kìa. Nhưng mà hãy nhìn cái vòng bo đi, nó chẳng liên quan một tí nào đến cái đường bay vừa rồi cả. Khi mà nó Sao? đang thu hoàn toàn về nửa trên và góc bên trái của bản đồ. Vâng, liệu có phải là một vòng bo mà nó sẽ thu về khu vực shooting range thì thực sự là những cái đội tuyển lút ở bên dưới góc bản đồ này sẽ rất là cay đây. Thật sự. Và bây giờ thì bên phía team ta eSports sẽ lút cho mình ở khu vực Fairy Pier cũng như là Primox. Hero Gaming tiếp tục củng cố cho mình ở khu vực lút giữa bo, đó chính là vị trí Puchinki. Trước đó mắt sa mạc thì Hero Gaming cũng chọn mình cục Picado, nhưng mà đến những vòng sau thì thật sự là những khu vực như đó thì những khu vực như vậy thì team Hero Gaming họ bắt buộc không không thể làm hướng tới được. Và bây giờ vẫn là cuộc cạnh tranh giữa khu vực Zanaza Poyana của team NoLive cũng như là Simon. Ô, như bây giờ mình đang thấy là vị trí của team NoLive này, họ đã quyết định để cho hai người vào khu bệnh viện. Trước đó thì bên phía team Simon họ sẽ để một thành viên chiếm một khu vực đó. Có vẻ như là lần này họ đã quyết định. Ôi, tôi thề luôn, hãy nhìn cái cách mà Stray Diamond họ kiểm soát cái khu vực Jaxxaraza này đi. Thực sự là rất khó chịu. Chính Họ xác. luôn luôn chủ động phá tất cả những cái chiếc xe ở xung quanh khu vực này để nhằm mục đích là không cho Nolai có cơ hội được đi xe vào những vòng bò tiếp theo. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà họ quyết định nhảy cho mình ở khu vực rìa bên ngoài khu vực Zalazo Boyana, ở khu bên ngoài có thêm sự xuất hiện của một cái nhà xe ở đấy nữa, thì bên phía team Simon họ hoàn toàn có thể lấy chiếc xe đó, sau đó di chuyển vào khu vực nhà V chứ các bạn là khu vực nhà L để củng cố thêm cho mình chiếc xe. Và ngay lập tức đã có mạng đầu tiên thuộc về bên phía team Vixen. Vậy là vị trí của Jack bên phía Silent Death Gaming trong trận thi đấu này tôi mới thấy xuất hiện. Và ngay lập tức thì cũng đã được lên bảng điểm số và xem TV rồi. Có lẽ là Jack lại có thêm nhiều thời gian hơn để có thể dùng bữa tối Nghỉ sớm để ăn cơm rồi. hơn, bắn chết sớm để ăn cơm. Và vị trí Rohawk thì đang có thuộc quyền chiếm đóng của bên phía team BAT. Và một bộ trang phục chim cánh cụt sẽ được trao tặng cho tất cả các bạn fan hâm mộ của PUBG Mobile eSports khi mà theo dõi cái phiên livestream này của bọn mình. Và quay trở lại với trận đấu nào. Và code này sẽ được phát ngẫu nhiên ở trên livestream. Chính Các xác. bạn hãy cố gắng là theo dõi livestream một cách xuyên suốt để có thể là dành được cho mình cái Chính code xác. này. Và khu vực Mita đang có thuộc quyền chiến đấu của bên phía team Takademi, và đối tác truyền thông chính thức của giải đấu PNC lần này đó chính là bên phía team à, xin lỗi các bạn, đó là Nimo TV. Vâng, hơi líu, hơi líu, hơi líu. Ông và Xiaomi Redmi Note 10 5G thách thức giới hạn sẽ là nhãn hàng đồng hành cùng với giải đấu của chúng ta từ đầu đến cuối. Ông quay trở lại với khu vực Mita này thì Takademi có vẻ như là họ đã lút xong rồi, nhưng mà lượng trang bị trên người bây giờ chưa được giàu cho lắm. Vị trí của Ping 816 hiện tại cho mình được một cái giáp 1, mũ 2 mới chỉ có cho mình được một cái phớt e và một lon nước thôi. Đã có cho mình những chiếc Buggy cũng như là con Dacia để cố gắng suy diễn trong bo. Được biết thì khu vực Mita này cũng là sự xuất hiện của team Eagle Esports, không biết đến những vòng bảng sau thì bên phía team Takemi họ quyết định nhảy ở đây không. Và bây giờ ở khu vực Diablo đang có sự của team SDG như Hero Gaming, và ngay lập tức vị trí của bên phía team SDG Đức Korea bị confirm Uầy, bên bây phía giờ là Hero tình Gaming. huống mà mấy ông Courier này bắn nhau luôn này. Ui. Vị trí của Chip Courier sẽ được cứu lên. Và vừa rồi là Đức Courier, không biết là có mối liên hệ gì với các thành viên bên phía Hero Gaming hay Ơ, à, không, bên nhưng phía mà Đức Korea á? ừ. Uầy. Vậy là DTE vừa rồi là đã mất đi một người.
Một người đấy là có lẽ là cũng kiểu đam mê phim Hàn Quốc giống các thành viên bên phía Hero Mà Gaming. khu vực Seveni thì sao? Đang có sự xuất hiện của team LWE vẫn đang cố gắng lút cho mình những lượng trang bị cần thiết. Như vậy là thời gian delay vòng bo đầu tiên đã kết thúc. Nói qua một chút về đội tuyển NWE này, sau những trận thi đấu vừa rồi thì tôi thấy là họ lúc nào cũng có cho mình một cái khởi đầu game cực kỳ là suôn sẻ khi có thể loot cho mình, chủ động loot cho mình được một cái khu vực lớn. Tuy nhiên thì họ lại không thể tận dụng được cái lợi thế ban đầu đó xuyên suốt cả một game đấu, liên tiếp liên tiếp với những cái tình huống mà đi bo xong bị mất người lẻ, xong rồi thậm chí là combat lúc nào cũng thua. Chính xác, cái khâu quan trọng nhất đó chính là đi bo cũng như là combat thì không làm được thì đương nhiên là sẽ không có cho mình được cái top cao thôi. Bên phía team NWE họ cần phải cố gắng cải thiện hơn về kỹ năng cũng như là mặt đi bo, chiến thuật của team. Và như game đấu vừa rồi thì họ luôn biến mình thành những cái kho điểm di động và thậm chí là cả những kho đồ di động dành cho các đội tuyển khác nữa. Quay trở lại với khu vực Phú Mỹ Hưng này thì Vic cũng đang làm chủ rất tốt ở đây. Khi mà loot xong khu vực này thì bước ra nếu mà bảo nghèo thì thực sự là Nghe không hơi thể chấp nhận sai được. thật, khu vực này mà đến lút mà lút lút đủ nha, lút không thừa căn nhà nào thì thật sự đồ rất nhiều, thậm chí khu vực này có thể thừa đồ cho anh hai team lút, thậm chí là ba ba gọi là tương đối đủ thôi, hai team là đủ. Có cho mình những khẩu mini và những khẩu M4 ở trên tay của Kinz 3K rồi. Và phía cảng bên này thì cũng đang có sự xuất hiện của The Chosen One. Ngày hôm qua là một ngày thi đấu mà Chosen One đã bắn rất là cháy, Chính nhưng mà xác, hôm nay có vẻ như đến vòng tăng tốc thì tự nhiên họ lại bị chững lại một chút. chính xác, không biết đây họ giấu bài hay là họ bắn đúng thực lực đây, nhưng mà hiện tại cái số điểm của họ cũng có thể rất an toàn để có ở trong top 8. Ngày mai thì họ chỉ cần bắn với mỗi game họ chỉ cần đạt cho mình được 7 điểm thôi, chắc chắn họ sẽ có ở trong top 8, thậm chí 5 điểm cũng được. Nhưng mà vào những vòng như này thì nên là bắn cháy đi để thể hiện mình là chính, chứ đến lúc Thôi giữ sức đi. vào chung kết bung ra thì sợ kiểu quá sức ấy, người ta gọi là cố quá thì quá cố mà. Chỉ có cú đỏ đã có cho mình được một cái mũ 2 giáp 1 ba lô 2. Trong khi đó thì người đồng đội Aston Martin, một siêu xe, đã có cho mình được bộ combo mũ 3 giáp 2 rồi, rất giàu rồi. DTE thì sau khi mất đi thành viên Đức Courier, bây giờ cũng đang cố gắng làm chủ cho mình khu vực chung cư. Hero Gaming thì loot ở đâu nhỉ? Sao xuất hiện ở khu vực đi học muộn nhỉ? Hero Gaming là họ lựa chọn loot cho mình khu vực Pochinki. Pochinki. Sao họ ra đấy nhanh nhỉ? Có vẻ là muốn đi bắt lẻ trước. À không, khả năng là trước đó đã phiện ra một thành viên về DT, họ lấy xe ở khu vực ống cống, sau đó là bên Hero Gaming họ quyết định tràn người ở 4F1 ở đó. Chính xác như vậy. Hơi đen dành cho thành viên bên phía của đội tuyển nào đó. Quay trở lại với vị trí của Tiamo thì sao nào, rất giàu rồi, mũ 2 giáp 3, combo M4 với AKM. Các player chúng ta trong giải đấu lần này rất là chuộng khẩu AKM nhá. AKM, thật sự bây giờ khẩu AKM mình không sử dụng ở đâu. Ngày trước thì có hay cầm, nhưng mà từ lúc ra khẩu D ra khẩu Barry Barry ấy, với cả bây giờ thì cái lượng sát thương của những khẩu MG như kiểu Thompson hay là UMP thật sự là nó rất khỏe. Thậm chí bây giờ mình bắn rank thì mình cũng không dùng những khẩu AKM nữa, những combo cận chiến để dùng cho súng đầu tiên ấy thì mình hay dùng những khẩu kiểu UMP này, Thompson này, nếu mà có khẩu M4 thì dùng hoặc SK, còn combo phụ sẽ là khẩu như kiểu semi sniper ấy, của mini hoặc snip, hoặc là cũng là khẩu M4X6 để sấy xa thôi. Xấy xa thì vẫn là ưu tiên cho những khẩu súng đạn xanh hơn. Chính xác, thực sự Thì thì với khẩu như kiểu M4X6 là những khẩu đa dụng, có thể bắn cận chiến cũng có thể bắn xa được. Nói chung là khẩu M4X6 vẫn là khẩu các player của chúng ta họ vẫn ưa chuộng nhất thôi. như vậy chúng ta đã có tín hiệu của vòng bo tiếp theo rồi, một vòng bo nó đang giật hướng lên trên ở khu vực shooting range. Có vẻ như là cái dự đoán ban đầu của tôi nó cũng đang khá là đúng với Loki ạ. Vòng bo nó dần dần giật về khu vực shooting range rồi. Không biết là các đội tuyển của chúng ta sẽ có tín hiệu di chuyển bo như nào đây, khi mà khu vực cầu ở cảng Gazapol bây giờ có lẽ là sẽ là một điểm nóng này. Và bây giờ bên phía team ta eSports, cái quãng đường di chuyển vào trong bo của họ đang là rất xa. Cùng chờ xem bản lĩnh của một cái đội đang top 1 ở bảng B này họ sẽ thể hiện kiểu gì đây. Bên phía team top eSports cũng đã di ở trong bo, bên trái là sự ở team TCS. Như vậy là phát hiện rất nhanh, đổ hướng luôn, quyết định di chuyển sang khu vực bên cầu bên phải. TCS thì sẽ di chuyển ở khu vực cầu bên tay trái. Dừng lại ở khu vực nhà Doraemon này, có lẽ là những chiếc xe của Top Esports sẽ rất khó để có thể giữ, khi mà những đội tuyển đi đằng sau, nếu mà đội tuyển nào chủ động chiếm cho mình khu vực đồi xương cá thì họ sẽ khều ngay lập tức vào những chiếc xe này. Đó là vị trí của team BAT, Quaro confirm cái mạng của G4. Có vẻ như đó là tình huống di chuyển scout qua.
và đã bị bắt lẻ ở đây. Một kill rất sớm dành cho phía team BT, tiếp tục là Gosu knock out vị trí của Matt và đó là confirm. BT họ đang có những tình huống mà di chuyển xe bắn súng luôn, quyết định là xuống xe giữa đường. Ui cực kỳ liều đối với vị trí của Quanro cũng như là Ruby Sam. Có một hướng kêu combo tới đội hình bên phía team top eSport, một hướng dừng xe ở giữa đường như này bên phía team BT ngay lập tức đã phải trả giá. Ruby Sam đã phải nằm xuống, tiếp tục ở bên phía team top eSport họ sẽ tràn ra đây và combat với bên phía team BAT. Liên tục một hướng trả đầu smoke và nade để cố gắng cứu đi vị trí của Ruby Sam. Vừa rồi thì BAT gọi top eSport cũng sẵn sàng trả lời, vị trí của Ruby Sam đã phải nằm lại rồi. Bây giờ ba thành viên còn lại bên phía BAT, ngay lập tức Andy cũng đã bị knock out bởi vị trí của Andy rồi. Hoặc Andy knock out Andy. Bây giờ khó dành cho BAT rồi khi mà họ chỉ còn thi đấu lại với hai người thôi. Liên tiếp những tình huống chọi nết sao lên từ vị trí của Dương MVP. Trước đó thì vị trí của Mr. One cũng knock out từ team TCS. Một tình huống khêu ở hướng khác. Như vậy là bên phía team Tây Bắc eSports tiếp tục lại nằm ở vị trí top 16. Thực sự là đội tuyển này họ củng cố top 16 gọi là hơi bị chắc. Đây là người ta gọi là ông vua top 16 rồi. Nếu mà một đội tuyển nào đó muốn cạnh tranh cái vị trí gọi là bộ sưu tập top 16 nhiều nhất thì hãy nhìn cái tên thể thao điện tử Tây Bắc đi đã. Rất đáng tiếc ở đây. Ở đây thì vị trí của BinZ đang cố gắng bơi sang để cứu đi vị trí của Dương MVP. Cứu được không đây? Hiện tại thì góc cover bên phía team top eSports đã không còn ai cả. Ủa, như vậy là top eSports họ đi mất hai thành viên rồi. Có vẻ như đó đều khều từ bên phía team TSF sau đó là gạt giò. Chính xác là như vậy. Góc như này thật sự cứu sao được, thật sự là rất khó công. Bên phía team BAT họ vẫn chưa hiện ra. Ừ đây rồi, cố gắng bò ra và cứu đi vị trí của Dương MVP. Đừng nhúc nhích nữa, nếu mà nhúc nhích thì chắc chắn sẽ lộ đi nhưng cho mình cái footstep. Còn bây giờ sẽ là những bước chân cực kỳ rón rén đến từ cả hai thành viên bên phía top eSports để tránh những tình huống gây footstep. Bò đây tôi cứu ông ơi, bò đấy. Vẫn đang cố gắng là dướn. Đây rồi, vậy là có thể chạm được vào người đồng đội của mình rồi và không bị Quadro phát hiện ra. Thật sự là rất khéo. Chính xác, rất may mắn thành bên phía team top eSports. Hai thành viên còn lại bên phía SDG cũng đã chiếm cho mình một khu vực nhà ở góc trên của bản đồ. Nhưng mà có lẽ nếu mà vòng bo không giật về đấy thì họ sẽ rất khó để có thể sinh tồn. Tiếp tục chúng ta sẽ có vòng bo thứ 3. Một vòng bo hướng trung tâm bây giờ đang là khu vực Shooting Green. Như vậy là bên phía team ta eSports họ có một quyết định di chuyển bo muộn. Sau đó là vòng khu vực cầu cảng Zepopol. Tiếp theo đó sẽ vòng lên khu vực góc 12 giờ. Tạm thời là ổn dành cho bên phía team ta là ổn, ta là eSports. Đây là một vòng bo sẽ thực sự rất khó khăn dành cho hai thành viên còn lại ở bên phía SDG. Ui. Ngay lập tức thì bên phía team top eSports quyết định trả đam vào các thành viên bên phía team BAT. Quaro là người bị knock out, vị trí của Mara đang ở rất xa khu vực căn tròi kia. Làm sao có thể cứu lại được đây? Một tình huống có vẻ như hơi chủ quan nên vị trí của Quaro khi mà không thể phát hiện ra footstep của MinZ cũng như là Dương MVP. Ui, chính xác sao lại ở bên phía team top eSports họ quyết định bơi sang này. Sau đó cứu mà bên phía team BAT họ không check được. Một tình huống check không kỹ tới bên phía team BAT. Và bây giờ thì top eSports còn 2, BAT còn 1. Và quay trở lại chúng ta là tình huống combat giữa Vic và Rolai. Bắn rất yếu máu rồi, ngay lập tức đó tình huống double knock out tới với chú Bigot. Một tình huống cover rất tốt ở đây. Ở gần thì đang có thêm sự của team AAT. Có vẻ như hai thành viên của Rolai sẽ không cứu lại được đâu. Chính xác như vậy, ngay lập tức đó confirm 2 mạng, 3 mạng dành cho bên phía team Vic Lightning. Vừa rồi chúng ta thấy là một pha bắn cực kỳ mẫu mực đến từ vị trí của Bigot khi mà đã cover kịp thời dành cho vị trí của BinZ. Ui, như vậy là quyết định quay lại để trả thù tới từ bên phía team Lowline, chơi rất cục, 4v2. Đây là cái góc mà gần như là các thành viên bên phía Lowline họ không thể nào mà bắn phá được vào các thành viên phía của Vic Lightning cả. Chính xác, hiện tại khu vực sắp máy bay này là một khu vực hào rất đẹp. Góc nhấn, góc nhá là có để công vào thật sự khó khăn, tiếp tục một quả nết. Xong rồi. Quả nết knock out chúng đang ác. Ui, thật sự một quả nết rất nhạy cảm tới vị trí của Lê Kobe. Và bây giờ thành viên cuối cùng bên phía team Lowline, vị trí của Koro 25 sẽ phải bỏ chạy thôi. Nếu mà hai thành viên này là Đặc Ạt và Koro 25 họ suy nghĩ đến những tình huống bỏ chạy từ sớm hơn thì có lẽ họ sẽ còn đến tận hai người để sinh tồn những vòng bo tiếp theo cơ. Thật sự cái góc đền ném nét thực sự là rất là nhạy cảm nha, khi mà vị trí Đặc Ạt liên tục tình huống làm bé na. Mà tại sao bên phía team Vic họ có thể phải ra được một quả nết thẳng mồm vị trí của bên phía team Lowline? Có lẽ là một quả nết cầu may từ vị trí của Neko và thần may mắn đã mỉm cười với anh chàng này. Và bây giờ ta eSports sau có quãng đường di chuyển bo rất dài, họ cũng đã thủ cho mình được khu vực trong bo. Xung quanh bên phía team ta eSports hiện tại đang không có nhiều team đâu. Và tiếp tục đó là Hero Gaming Combat từ phía team TTE. Xong rồi, vậy là một pha chui hầm không thành công đến từ ba thành viên của DTE và họ đã phải dừng lại ở top thứ 15.
Ông vẫn là những cái vị trí quen thuộc dành cho những cái đội tuyển như là DTE hay là thể thao điện tử Tây Bắc. Và ngay cả BAT nữa cũng đã phải dừng lại vị trí thứ 14 rồi. Thật sự luôn, BAT là một cái tên được gọi là đánh giá rất cao ở bảng B, nhưng mà họ đang thể hiện không được nhiều điều đó. Liên tục những cái top 13, 14 và 15 qua 3 game đấu dành cho phía team BAT. Và người đang thể hiện khá tốt ở cái bảng B này đó là các thành viên với Hero Gaming. Chính xác. Khi mà họ đã bỏ túi cho mình được 5 kill và thậm chí chưa mất đi một ai cả. Nhìn bên phía team ta eSports kìa, họ đi bo vòng như vậy, sau đó đến cái vòng thứ tư nó lại giật về khu vực góc 6 giờ cơ, rất khó chịu. Có lẽ là hôm nay là cái tình huống mà vòng bo nó từ chối ta lên eSports liên tục. Nhưng mà không sao, khi mà ta eSports họ vẫn thể hiện cho mình được cái sức mạnh của bảng B như này. Họ vẫn có thể đi bo được và có cho mình số lượng kill rất nhiều. Bây giờ chúng ta cùng chờ xem bên phía team ta eSports họ sẽ di chuyển vào trong bo kiểu gì và combat như thế nào. Một chiếc xe UAZ rất đáng yêu đến từ vị trí của thầy giáo F1. Thật sự bây giờ bên phía ta eSports nha, họ có thể dành cho mình cái top 1 và họ đi bo được trong trận thiếu này thì chắc chắn vào những vòng sau họ vẫn dư sức combat được với những team như kiểu DX hay là Bóc Gaming, với Gaming chắc chắn luôn. Về cơ bản thì Talon eSports cũng đang được đánh giá là đội tuyển có kỹ năng ngang với các đội tuyển top đầu trên bảng xếp hạng Việt Nam Ranking bây giờ mà. Vị trí của C1T trước đó cũng đã bắn PMPL Season 1 ở Đà Nẵng rồi. Thì bắn cho team EVS. Và ở đây cuộc combat giữa team AAT và bên phía team Vic với bà V16 đó, một tuyến công nhà vệ sinh ở đây, người cover tốt đó, chịu low way cũng kia kịp đổi mạng thành công. Bây giờ vị trí của Blooming có cứu được không đây? Trong khi đó thì ở trên này Talon eSports họ đang va thẳng vào các thành viên bên phía Vic rồi. Tuy nhiên thì Talon eSports họ đã bị knock out đến hai người, chỉ còn lại duy nhất vị trí của F1 cũng inside thôi. Các thành viên Vic thì bây giờ đang cố gắng trả cho mình những quả nét sang bên kia để có thể confirm đi mạng của 23 mây. Tuy nhiên thì quả nét này vâng đã có sự chính xác nhất định đến từ vị trí của Bigot rồi, Demon rồi. Vâng, một key player, một mũi tấn công chủ lực bên phía team Talon eSports đó là vị trí của 23 mây đã phải nằm xuống. Đây rồi. Tiếp tục được bị phương tình huống bên phía team AAT combat với thành viên Sa Diamond. Xin các bạn là team P16, các em tức liều bỏ chạy. Chạy nhanh thật đấy. Ôi, chạy rất là nhanh luôn. Sẽ là 2 điểm dành cho AAT. Ôi, có chưa phát hiện ra vị trí của Kin ở trong này ư? Bây giờ cái nhà vệ sinh mà có rất nhiều hòm và thậm chí rất nhiều xác xe ở đây. Đây rồi, đang loot đồ thì tự nhiên có một ông đang nằm ở đấy nữa. Vâng, và ngay lập tức bên phía team TZ và Hero Gaming combat với nhau. Vị trí của Neo Korea đã phải nằm xuống. Tiếp tục là Vic Naling nằm ở vị trí top thứ 13. Hiện tại khu vực map dưới bo trắng này đang có sự của rất nhiều team. Bên phía team TZ vẫn đang cố gắng có thể công được vào các thành viên của team Hero Gaming. Một quả ốp tốt tới từ vị trí gao bạc. Tiếp tục là vị trí của Levi Korea phải nằm xuống. Một tiếng khều ở khu vực trong bo rất khó chịu. Vô hình chung thì bên phía team TZ đang được cứu và ngay lập tức sẽ là lên chiếc xe và di chuyển vào trong bo thôi. À không, không. Ui, chính xác hơn là vị trí của chip Korea. Trời ơi, một tướng có vẻ như là đi xe chết sao nhở? Đạp gà hơi quá chân đến từ vị trí chip rồi. Chính xác là như vậy. Chính xác như vậy, vị trí của Neo Korea ra cứu đi nhảy xe đã phải tự tử ở đây. Vâng, hơi tấu hài. Tiếp tục qua tình huống xây sang team TZ. Hiện tại thì bên phía team TZ, cái khu vực này họ vẫn ở trong bo kìa. Một chút gì đó ở trong bo dành cho bên phía team TCS. Đây là một góc bắn rất rộng cho các thành viên phía TZ khi mà liên tiếp khều vào các thành viên bên phía của SDG, nó vị trí Ken Mew như là gao bạc đang bây cố giờ gắng mỗi người ôm cho mình một gốc cây rồi. Bây giờ chỉ có lẽ là sẽ chỉ là một tình huống knock out ở vực trong bo, thì sau đó bên phía team TCS họ sẽ all in và công vào vực đó. Chúng ta cùng chờ xem vòng bo thứ 5 nó sẽ xuyên ở đâu đây. Vâng, ở phút thi đấu thứ 19 chúng ta chỉ còn là 29 player và 10 team thôi. Đây là một map thi đấu Uyango mà tôi không nghĩ là sẽ combat nhiều ở giai đoạn giữa game như thế này. Chính xác, một nhịp độ của trận thi đấu thứ 3, map Uyango đang đẩy lên rất nhanh. Liên tục những tình huống combat của các team. Bây giờ là team Hell Gaming vẫn đang thủ cho mình được ơi. Vẫn đủ cho mình được 4 thành viên mà trước đó đã có chỉ được 3 kill. Salamon thì ngay ở bên cạnh nhưng họ cũng đã di chuyển được vào trong bo. Ui, đây là một vòng bo rất xấu nha. Hiện tại không có chút một tí gì gọi là backup cả. Toàn chỉ ở những viên đá nhỏ và những cái cây thôi. Một lần nữa thì vòng bo nó lại đang từ chối Talon eSports với kiểu là Talon eSports đứng ở góc 12 giờ thì nghiêm nhiên vòng bo nó lại giật về góc 6 giờ. Quay trở lại đây thì vị trí của No Way bên AT đang cố gắng nhảy nhót trong nhà vệ sinh này để chống trả một đợt công đến từ các thành viên về Venus Gaming. Ui, như vậy là Benty bị knock out rồi. Demon là người bắn cover tốt. Tiếp tục một tiếng double knock out tới vị trí No Way. Ui, đó là một quả nét đỏ nhỏ rất chính xác tới từ vị trí của No Way. Bên phía team Venus Gaming tiếng combat 4v1 và họ đã để là hai bạn tiếp tục vào bạn thứ hai ư không?
Ngay lập tức thì vị trí của Kai đã còn vô địch cái mạng cuối cùng về team AAT. Và tiễn các thành viên về team AAT nằm lại ở vị trí top thứ 10. Đây có lẽ là một quả net zero dành cho các thành viên bên phía SDG rồi. Chính xác là như vậy. Vậy là cái top 9 dành cho SDG. TCS họ vẫn giữ lại cho mình được 3 người và đã có cho mình 5 kill trong vòng bo này rồi. Đâu đó thì F1 cũng đã knock out đi thành viên Roy bên phía Venus Gaming. Lại một lần nữa thì Talon Esports họ lên tiếng ở trong những vòng bo cuối này đã có được 5 kill rồi. Ôi rồi, cái gì đây? Inside ơi. Vâng, một quả lửa rất vô duyên tới vị trí Inside, rất may mắn. Có một chấm máu ở đây khi đã hồi phục cho mình được những cái bình nước. Vừa rồi là một quả lửa mà có lẽ là Inside đang muốn là warm up chính bản thân mình. Hôm đó một tình huống Inside đang cố gắng bỏ nhỏ quả nết, à quên, quả sấm hốc. Nhưng không may ấn nhầm sang bình xăng. Tay nhanh hơn não là có thật đấy các bạn ạ. Đây thì C1T đã bắt đầu trả nết vào các thành viên bên phía Venus ở phía nhà vệ sinh bên dưới. Vâng, Liều vẫn đang sinh tồn rất tốt nha. Quay trở lại với khu vực mà... Ui. Một tướng đâm xe knock out một tức và ngay lập tức Kai cũng knock out chịu F1. Một tướng headshot bằng khẩu Scaler và bây giờ đội hình về team Sai vẫn đang trả lại rất mạnh mẽ, cố gắng bắt đi thành viên cuối cùng về phía team Hell Gaming. Đâu rồi thành viên còn lại cuối cùng về phía Hell Gaming đang sinh tồn ở đâu đây? Chính xác là khu vực trong bò, giữa bò kia. Tiếp tục là tắc đã bị confirm. Top eSports đã bị dừng lại. Đã nằm lại ở vị trí thứ 7. Vâng, bây giờ là thành viên bên phía Sai họ vẫn còn 4 người trong vòng bò này. Talon eSports thì đang bị bắn bởi các thành viên bên phía The Chosen One. Chỉ còn lại duyệt vị trí của C1T rồi, có lẽ là dấu chấm hết rồi. Khi mà chiếc xe này phát nổ thì C1T cũng phải lên bảng điểm số thôi. Rất may mắn, ui, một tướng spam ở trong spawn rất ảo diệu tới từ vị trí bên phía team TCS. Cuối cùng bởi vì team Talon eSports họ đã nằm lại ở vị trí thứ 6 sau một quãng đường di chuyển bo rất dài. Đó cũng là một cái kỳ tích bên phía team Talon eSports rồi. Uầy, và đừng quên là chúng ta vẫn còn 4 thành viên bên phía Takademi nha. Trong những vòng bo vừa rồi họ không hề lên tiếng một chút nào cả. Vâng, một lối chơi rất cực kỳ là an toàn ở đây. Bây giờ Takademi họ sẽ công vào khu vực các 6 giờ vòng bo. Tạm thời sẽ không có ai bắn được họ đâu. Như vậy bởi vì team Simon họ chỉ cần 2 thành viên thôi, hơi đáng tiếc một chút nhưng mà không sao. Khi họ đang kiểm soát cho mình được khu vực 2 round và trong bo, TCS cũng cần phải di chuyển vào trong bo. Hell Gaming cũng phải dừng lại thứ 5 rồi. Chúng ta chỉ còn lại 4 team và 13 player thôi. 6 kill dành cho The Chosen One. Và vẫn đang cố gắng cày thêm cho mình lượng kill nhất định có thể. Smash cũng đã knock out vị trí của Kai bên phía Venus Gaming rồi. Khó dành cho Venus Gaming trong tình huống này. Khi mà bây giờ còn đang bị bắn cả bởi các thành viên bên phía The Chosen One nữa. Và bây giờ thì bên phía team TCS sẽ đẩy cho mình những con xe để vào trong bo thôi. Ui, như vậy cái góc này thật sự là góc đẹp dành cho bên phía team TCS. Ơ, như vậy là bên phía team TCS bất ngờ thay họ đi bất đi tới 2 thành viên. Duy nhất vị trí của Jason One thôi. Bây giờ Takademi liên tục trả đồ vào đó. Một cái lợi thế rất nhiều là bên phía team Takademi khi họ còn đủ nguyên 4 thành viên ở đây. Tiếp tục là bắt đi thành viên cuối cùng còn sót lại bên phía team TCS. Jason One 1v2, 1v3 như tình huống này rất khó khăn. Khó dành cho Jason rồi trong cái tình huống này khi mà không có bất kỳ cái gì backup cả. Đầu đến cái tình huống trả đồ giang, tại sao lại có thể mất nhiều thời gian đến như vậy nhỉ? Khi mà ở đây Takademi họ có tới 4 người mà họ đã chần chừ duy nhất vị trí của Jason bên phía The Chosen One thôi. Chính xác, họ chỉ cần giải quyết nốt cái tên Jason One thôi thì thực sự cái góc bắn của họ trong bo đang là rất đẹp. Nhưng mà đừng quên là bây giờ chúng ta vẫn còn 4 thành viên bên phía Star Diamond nữa cơ. 4 viên kim cương này có lẽ là sẽ tỏa sáng rất là rực rỡ ở trong vòng bo cuối này đây. Như vậy là nãy tôi nhìn nhầm, Star Diamond vẫn còn 4 cơ. Bây giờ Star Diamond đang có một góc đẹp ở trên bo nè. Tiếp tục ở dưới là vị trí của team Vinus Gaming, cần phải có những quả nét chính xác để knock out đi về phía team Vinus Gaming. Vẫn chưa là một quả nét chính xác đâu. 6 kill đến bên phía team Sai, 4 kill đến bên phía team Takademi. Và Vinus Gaming có chính 4 kill và tiếp tục Gosu lên tiếng knock out đi một thành viên của team Sai, giữa các bạn là Takademi, một tiếng knock out rất xa. Vâng, đây là một vòng bo mà Takademi họ cũng còn có thể hy vọng được. Khi mà cả họ, Takademi cũng như là Sai Diamond bây giờ họ đều đang có trong mình một góc ở trong bo. Thì ở đây hai thành viên còn lại bên phía của Venus Gaming đã bị phát hiện ra bởi Trường Jin rồi. Vâng, tiếp là những cái tình huống spam vào cỏ và cũng như là xe đến từ những Trường Jin. Bây giờ chỉ còn một quả nết nữa thôi thì vị trí của Benty cũng rất khó để có thể sinh tồn. Ui, đây rồi, một quả nết khấu đi rất nhiều máu vị trí của Benty. Bên phía Simon họ liên tục thể hiện cho mình được cái phong độ rất ổn ở đây. Liên tục những trận họ nằm ở trong top 5 và có cho mình số lượng kill điểm hạng rất tốt ở đây. Bây giờ Simon đang top 2 nhỉ, đúng không? Chính xác là như vậy. Và bây giờ vòng bo nó lại đang hơi nghiêng một chút về bên phía các thành viên về Takademi. Liệu đây có phải là một cái tình huống mà bo thương rồi Takademi sẽ
boost cho mình một chút tăng tốc ở trong cái vòng này không đây? Chắc hiện tại Takademi cũng đang ở lửa giữa bảng xếp hạng. Có được cái top 1 này thực sự đó là cái tiền đề để cho bên phía team Takademi có thể bứt top được. Bên phía team Simon, ui, như vậy là đây là một góc đẹp dành bên phía team Simon. Ôi, một tiếng mẹ ra chỉ bên team ai người sẽ tốt hơn đây. Vâng, đó là cái tên Trương Jin knockout và confirm cái mạng cuối cùng bên phía team VR cái mình. Tiễn các thành viên về team VR cái mình làm lại ở vị trí top thứ 3. Và đây sẽ là cuộc chiến 4v4 giữa Takademi và Simon. Ai sẽ là người giành chiến thắng trong cái tình huống này đây, khi mà cả hai góc của những đội tuyển này đều rất là đẹp. Thật sự bây giờ Simon nhìn cái cách họ chơi game, kiểu họ chạt người, họ chia góc và họ mở góc ra, thì thật sự cái lối đi nào thì bên phía Takademi rất khó. Thậm chí vị trí Smash bây giờ đang bắt chéo góc của bên phía team Takademi, không có một lối di chuyển nào dành cho bên phía team Takademi. Sâu đã lộ diện rồi, ui, ngay lập tức một tình huống BP thẳng mồm. Đây là khó dành cho Takademi rồi. Ui, lại một quả nét chính xác đến từ vị trí của Trường Jin. Không, chính xác là Gosu tàn vỡ rồi. Đây là bây giờ bên phía đội Simon họ sẽ trả lại rất mạnh mẽ ở đây. 4 vết, hai tình huống này Smash tiếp tục phải nằm xuống. Và đó là cái top 1 dành cho bên phía team Simon. Vâng, vậy là